Tất cả chúng ta đều có hoài bão, ước mơ và mong muốn trong cuộc sống của mình. Bạn có thể muốn có một lối sống sang trọng nhất định, hoặc một số nguồn lực đặc biệt như là tiền bạc, hoặc danh tiếng. Bạn thậm chí có thể muốn giúp đỡ một số người, hoặc làm điều gì đó cho hành tinh trái đất. Bạn có thể thực hiện mong muốn của mình và tạo ra cuộc sống mà bạn muốn. Bạn có thể thể hiện bất cứ điều gì bạn muốn nhưng để làm được điều đó bạn cần phải được kết nối với vũ trụ bạn chỉ cần biết cách điều chỉnh cơ thể trái tim tâm trí và tinh thần của mình với vũ trụ vũ trụ bao gồm các thiên hà ngôi sao hành tinh không gian và tất cả các dạng vật chất và năng lượng khác vì tất cả vật chất đều là năng lượng điều đó có nghĩa là vũ trụ chỉ đơn giản là một nguồn năng lượng dồi dào tại sao chúng ta cần kết nối với vũ trụ vì vũ trụ là một trường năng lượng dồi dào có tiềm năng và khả năng vô hạn là một phần của vũ trụ chúng ta cũng được thừa hưởng sức mạnh này của vũ trụ nhưng vấn đề là chúng ta nghĩ về bản thân mình tách biệt với vũ trụ bản ngã của chúng ta đã tạo ra ý thức về cá nhân giới hạn chúng ta và khiến chúng ta tin rằng chúng ta là một thực thể riêng biệt ngoài vũ trụ tuy nhiên nếu chúng ta vượt qua trở ngại này bằng cách ghi nhớ mối liên hệ của mình với vũ trụ chúng ta có thể nhận ra tiềm năng bị lãng quên của mình và sau đó tất cả những gì chúng ta cần để tạo ra cuộc sống mà mình mong muốn chỉ là khai thác nguồn tài nguyên dồi dào này ngoài những nhu cầu vật chất sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta bao gồm cảm giác bình yên tình yêu và niềm vui có thể trở thành những trải nghiệm hàng ngày làm thế nào để kết nối với vũ trụ chúng ta có thể thể hiện cuộc sống mà chúng ta muốn nếu chúng ta phù hợp và điều chỉnh theo tần số rung động của vũ trụ vì chúng ta là một phần của vũ trụ cách để kết nối với vũ trụ là tăng cường sự gắn kết của chúng ta với vũ trụ có nhiều cách khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng để điều chỉnh tần số và rung động của cơ thể, tâm trí và trái tim của mình với tần số và rung động của vũ trụ để tạo ra sự đồng bộ. Khi bạn đồng bộ, bạn có thể kết nối với vũ trụ. Chúng ta cũng phải tin vào sức mạnh của niềm tin. Có một mối liên hệ giữa tâm trí và vật chất và tất cả các tế bào trong cơ thể bạn đều bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của bạn. Những gì bạn tin tưởng ảnh hưởng đến tâm trí và cơ thể của bạn và chúng bắt đầu coi đó là hiện thực. Và nếu bạn đồng bộ hóa thành công với vũ trụ, bạn sẽ thể hiện thực tế đó. Nếu bạn tin rằng bạn không được kết nối với trái đất và vũ trụ thì hệ thống niềm tin của bạn sẽ không thể dao động theo tần số của kết nối. Vì vậy, bạn phải tin rằng có một mối liên hệ và bạn không thể tách rời khỏi trái đất và vũ trụ khi bạn bắt đầu tin tưởng bạn sẽ đi vào sự liên kết rung động tần số của vũ trụ sau đây là những bước tuần tự bạn nên thực hiện để kết nối bản thân với vũ trụ của những khả năng vô hạn điều thứ nhất ngồi yên lặng đó là tất cả về việc đi vào hiện tại ngồi cảm thấy tiếp đất với đôi chân của bạn trên mặt đất hãy chú ý đến hơi thở của bạn khi bạn thở chậm theo nhịp điều tự nhiên. Điều thứ hai, đồng bộ với trái tim. Khi bạn cảm nhận cơ thể, hãy nghe nhịp tim của bạn. Bạn phải đi đến sự gắn kết với trái tim của bạn. Sự đồng bộ với trái tim là điểm kết nối với vũ trụ. Điều thứ ba, lắng nghe tiếng nói bên trong. Ngồi thoải mái, hít thở nhịp nhàng với trái tim và tâm trí tĩnh lặng. Bạn bắt đầu kết nối với vũ trụ bạn cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của mình và khi bắt nhịp với chúng, bạn bắt đầu lắng nghe tiếng nói bên trong của mình phát ra từ sâu thẳm trái tim. Điều thứ tư, thể hiện ý định của bạn. Khi bạn có sự gắn kết của trái tim và cơ thể, bạn bắt đầu thấy những gì bạn thực sự muốn và những gì bạn thực sự yêu cầu. Ý định của bạn có thể là thức ăn, chỗ ở, tài nguyên, tiền bạc, hoặc thậm chí là những nhu cầu phi vật chất như tình yêu và hòa bình điều thứ năm cảm nhận ý định của bạn cảm giác rất quan trọng bạn phải hành động như thể nó đã là của bạn bạn cần phải chấp nhận rằng ý định của bạn đã được thể hiện và bạn đã trải nghiệm nó điều thứ sáu tin tưởng vũ trụ sẽ hỗ trợ đầy đủ những gì bạn muốn những gì bạn mong muốn đang trên đường đến khi chúng ta mở rộng tâm trí trước những khả năng vô hạn của vũ trụ và hòa mình vào cảm giác được hỗ trợ đó chúng ta đang thiết lập một nền tảng vững chắc để tạo ra điều kỳ diệu trong cuộc sống của mình điều thứ bảy duy trì cái nhìn tích cực vũ trụ đáp lại những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta khi chúng ta rung động ở một nơi tích cực rung động của chúng ta được nâng lên đủ cao để kết nối với năng lượng mạnh mẽ của vũ trụ khi chúng ta ở trong không gian này chúng ta hòa vào dòng chảy của vũ trụ và chúng ta cảm thấy không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cản chúng ta biểu hiện ước nguyện của mình trở thành sự thật điều thứ tám lòng biết ơn là tất cả hãy nghĩ về lòng biết ơn như một tài khoản tiết kiệm vũ trụ mọi câu nói cảm ơn mà bạn thực hiện và hãy cảm nhận trong trái tim mình đều được đưa vào tài khoản này để xây dựng sức mạnh cho những biểu hiện của bạn. Điều thứ chín, Chạm vào tiềm thức của bạn trước khi chìm vào giấc ngủ. Trước khi đi ngủ, hãy biến điều ước thành câu thần chú của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng thu hút một mối quan hệ lãng mạn, hãy tập trung vào từ lãng mạn hoặc cảm giác của bạn trong mối quan hệ đó. Làm điều đó trong khoảng 5 phút trước khi bạn đi ngủ. Chỉ cần nhìn thấy nó trong tâm trí của bạn khi chúng ta lập trình tiềm thức của mình, tín hiệu gửi đến vũ trụ sẽ trở nên mạnh mẽ và rõ ràng, ngay cả khi chúng ta không nhận thức đầy đủ về nó. Tập trung vào ý định của bạn trước khi đi ngủ, giúp tiềm thức và linh hồn của bạn thực hiện công việc bên trong khi bạn ngủ, mang lại những kết quả tốt đẹp gần hơn khi bạn thức dậy. Điều thứ 10. Hãy hành động theo niềm tin của bạn. Hãy tin tưởng rằng những linh cảm mà bạn đang nhận được Chẳng hạn như một giọng nổi trong tâm trí bảo bạn liên lạc với ai đó, hoặc đọc một cuốn sách, hoặc đi du lịch ở đâu đó, là tâm linh đang đáp ứng yêu cầu của bạn với vũ trụ. Chúng ta luôn được hướng dẫn bởi những người thân yêu, thiên thần hồ mệnh và những hướng dẫn tinh thần để đi theo hướng đam mê và mục đích của tâm hồn chúng ta. Chúng ta không thể kiểm soát mọi chi tiết trong cuộc sống của mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ vượt qua nỗi sợ hãi và nghi ngờ của bạn và tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn. Vũ trụ đang lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ bạn trên hành trình của mình. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc kênh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại